cuộc sống diệu kỳ, có gặp cậu bé này trong quán đó mọi người. Thế thì có bảo là chú cho con tiền, nhưng mà tại sao con bảo là con không có nhận? Do sợ bị chủ. Hả? Do bà không dám bà lấy tiền chú cho rồi. Bán lấy tiền thôi. À, đây là một cái cậu bé nha mọi người, vừa mới học xong lớp 3 đó, vừa thi xong thì cậu bé đã ra đường phố để mà mưu sinh với cái nghề là bán hàng rong. Con qua đây chú hỏi này tí nè. Đây đây nha mọi người, đây là con tên gì hả? Con tên gì? Túng. Con tên Túng hả? Con Túng, con năm nay học lớp mấy rồi? Ba. Hả? Ba. Lớp 3. Hôm nay là con đi bán cái món gì đó con? Trái cây. Trái cây với gì? Chú coi đi xem nè. Cái rổ của cậu bé Tuấn là rất nhiều loại trái cây nè. Gồm cái gì đây con? Món gì đây? Món này là món gì? Cốc. Cốc nè, mặn nè, nhãn nè. Bấy nhiêu đây thì khoảng được bao nhiêu tiền nếu bán nè? Không, cũng gần trăm mấy trăm mà. Hả? Khoảng 100, hơn 100 ngàn hay con? Hơn 100 ngàn. Đây là nếu mà Tuấn bán ngày hôm nay là hơn 100 ngàn nữa, toàn bộ cái rĩa ốt trái cây nữa mọi người. Như vậy thì... Ủa, con hôm nay con còn đi học không? Dạ, thi xong rồi. Ba mẹ con là làm gì? Ba mẹ con, ba con làm tủ sắt. Ba con làm tủ sắt, cửa sắt à? Mẹ đi bán cá. Mẹ bán cá, bán cá ở đâu con? Chợ. Ông mày chợ. Thế còn con đi với ai? Hôm nay con đi bán với ai? Bà. Con đi bán với bà. Mà sau hè con không nghỉ, con đi chơi giống như mấy bạn mà con phải đi bán ở các quán như thế này. Cho đi bán giúp bà. Đi bán giúp bà. Mới lúc nãy thì cuộc sống diệu kỳ có gặp cậu bé này trong quán đó mọi người. Thế thì có bảo là chú cho con tiền, nhưng mà tại sao con bảo là con không có nhận? Do sợ bị chủ. Hả? Do bà không dám bà lấy tiền chú cho rồi. Bán lấy tiền thôi. Bà bảo là bán lấy tiền thôi, chứ còn người khác cho là không được nhận hả con? Dạ. Tại sao vậy con? Do bà muốn lấy tiền không được lấy tiền. Bà bảo là con không được lấy tiền của người lạ, người khác đó hả? Dạ. Rồi con bán đây rồi bà thì đi bán ở đâu? Quán kia rồi. Bà đâu? Bà bán quán bia đó. Tí nữa bà có lên đây không? Có, bà đón. Bà đón chở đi. Bà đón con. Hè này con có muốn đi chơi ở đâu không? Hay là con chỉ thích đi bán như thế này thôi? Dạ không. Đâu mà không? Dạ, do mít hay buồn. Hả? Dạ mít hay ngón rồi. Giờ con đi làm thôi, bán thôi. Một bữa con bán hơn 100 ngàn đây thì cái vỏ này con kiếm được bao nhiêu tiền? 300 mà. Hả? 300. Hồi nãy con nói là tổng ở đây là được hơn 100 ngàn. Nhưng mà nếu bán hết luôn, còn xe bà ngại nữa. Hả? Có nghĩa là mình bán hết cái rổ này xong rồi mình là tới bên ngoài để mình lấy, mình đi bán tiếp đúng không con? Bà ngoại cũng đi bán nữa luôn. Thôi con qua đây, con ngồi qua đây với chú nói chuyện tiếp. Đi miết rồi mày không? Mệt. Túng mệt không? Mệt nè con. Một đêm là con đi những cái đường nào? Anh đi ở quanh đây bán thôi, bán những quán nhỏ ở đây. Nhà con còn có em không? Không, có cậu thôi. Con là cha mẹ con là có mỗi mình con đó hả? Dạ. Con là quê ở đâu? Quê ở Nghĩa Điền. Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Nghe chùa Dốc Chùi không? Hai qua đi qua luôn. Qua luôn. Con ở các cậu xuống xí thôi. Mà tại sao là con lại thích? Con thích con bán hay là con muốn đi bán để mà phụ bà ngoại? Anh muốn thích đi bán với bà cho vui. Nên là tránh né là thích đi bán bà cho vui. Nên là tránh né. Tránh né thấy hả? Nhưng muốn bán thế này thì tới lúc mà đi vào học thì có tiền đi học. Đúng không? Dạ.
con đi bán đâu có bao giờ mà bị người ta lừa mình mà lấy mắt của mình hay là sao không? Không. Không đúng không? Đấy, nếu mà mua xong rồi sách nửa ra rồi, nếu mà hấu cũng sách ra không cho lấy. À, nhưng người ta đưa đầy đủ tiền cho con không? Có. Có hả con? Có người, có lúc thì có người đưa dư tiền. Thế thì con thấy cái cuộc sống này mình mưu sinh như thế này hàng đêm thì con thấy làm sao? Thấy cũng được, cũng bán quán kiếm tiền ra cho bà được. À, bà ngoại con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm 9 rồi, 60. Gần 60 tuổi rồi. Dạ. Con có thích được đi chơi không? Hả? Con thích được đi chơi trong cái dịp hè này không? Con thích đi đâu? Chơi siêu thị rồi. Hả? Chơi siêu thị. Con thích đi chơi siêu thị, nhưng có ai dẫn con đi không? Có, lúc có bà dẫn rồi. Bà dẫn đi lần rồi chưa con? À, hai ba lần mà, ít lắm. Ít lắm rồi con. Ban đêm thì hai bà cháu phải đi bán. Đó. Thế, con học giỏi không? Dạ, trên trung bình. Trên trung bình thôi. Mà sao mình nhỏ là con học sinh khá. Tại sao con không cố gắng con học cho nó là học sinh giỏi? Dạ, do đi bán miếng thôi. Ủa chứ ngày thường là con đi học về con vẫn đi bán à? Hả? Về sao hai lồ tắm rửa sang đi bón à. Bữa nào cũng vậy à? Ngày thường á. Dạ. Giờ thời gian đâu con học? Về khuya em học thôi. Bán xong về khuya học. Về khuya con mới học đúng không? Bán xong mấy giờ về là con mới học? Có lúc thì 10 giờ mới học, lúc 9 giờ rưỡi. Đây nha mọi người, như cậu bé Tuấn vừa mà nói thì rằng là không phải hè là Tuấn mới là đi bán đâu mọi người, nhưng mà ngày thường mà khi mà hàng ngày á, ban ngày thì em đi học, tối về lại mang cái rửa hàng này nè mọi người, để mà đi đến các cái quán nhậu trên cái đường phố của Quảng Ngãi á, để mà mưu sinh. Rồi kết thúc một buổi mưu sinh á thì em mới trở về nhà, có khi là 9:30 tối, có khi là 10 giờ tối, có khi là 12 giờ đêm con ạ. À, lúc đó về thì Tuấn mới có thể là ngồi trên bàn để mà học bài, mưu sinh hàng đêm như thế. Rồi thì trước kia là Tuấn là một cái cậu bé mà học sinh rất là khá, nhưng bây giờ thì Tuấn là học sinh trung bình thôi. Bộ ngoại đúng không con? Không, đó là mấy người bán đánh một cháu. À, xong là chú tưởng là bộ ngoại con. Hả? Hôm nay thì vô tình gặp cậu bé này. Thì bây giờ chú nói nè, chú nhá con nè. Hồi nãy là lúc nãy là Huy có bảo là hỗ trợ cho bé, thì bé bảo là con không có nhận tiền đúng không? Bọn ai dặn vậy, ba mẹ có dặn không? Có. Hả? Có. Ba mẹ cũng dặn luôn đúng không? Nhưng mà hồi nãy cậu bé là kiên quyết là không nhận tiền của chú Huy đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà hôm nay là cái giỏ hàng này của bé bán, là bé bảo là nếu bán hết thì được khoảng là trên 100.000. Thế thì hôm nay chú Huy mua hết cái giỏ hàng này được không? Chú Huy mua hết trên 100.000. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 140 đúng không? 140.000 cái giỏ hàng này của cậu bé Tuấn. Thì hôm nay là chú Huy sẽ mua hết đúng không? Của con. Còn 60 cho chú. Hả? Thấu lợi cho chú rồi 60. À, nếu chú Huy đưa 200 ngàn đây thì sẽ thấu lại cho chú Huy là bao nhiêu? Thấu là 60. À, sẽ thấu lại cho chú Huy là 60. Nhưng chú Huy sẽ mua toàn bộ, thấy chưa? Mới 200 ngàn. Thấy không? Đây là số tiền của cô Thảo nhờ chú Huy mua, thấy chưa? Và thấu là 60 ha. Nhưng mà cô Thảo có bảo là cho con mang về là con ăn luôn ha. Sao không hiểu quá. Hả? Không hiểu. Thì bây giờ cô bảo là, với chú Huy bảo là giờ mua hết của con là 140. Con bảo là con sẽ thấu lại cho chú Huy 60 đúng không? Không, 60 chứ đâu phải 60. 60 ngàn đó. Cháu thấu lại chú Huy 60 ngàn. Nhưng mà
chú Huy bỏ lời thôi con mang về đi, con mang hết cái này về con ăn luôn. Mà con cho thấu được cho chú không cần thấu luôn, cho luôn hả? Chú cho con được không? Rồi con cố gắng đi bán đi rồi mai mốt về nghỉ nhá. Nha. Rồi bây giờ là tranh thủ về sớm để nấu bà ngoại, là về cho con về sớm một buổi ha. Giờ đang nghỉ thai rồi hả? Đang nghỉ thai rồi, thế thì đâu giờ đi bán tiếp à? Hả? À đi bán tiếp, lấy này bán tiếp. Bất cái này chú mua hết rồi mà sao bây giờ con bán nữa? Lấy này bỏ lực bò, lấy khóc bỏ tiếp bán tiếp. Thế thì cái này giờ chú mua hết rồi thì sao? Thì lấy bỏ lực bò đem về nhà anh thôi, còn mấy kia để bán. Mấy cái kia là địa bán nào, hứa không? Hứa không? Mày có lại với chú Huy cái nè nhá. Máy xong. À, chú Huy không biết đây à, làm lại qua chú Huy chỉ chú Huy đây à. Bón thì mà bón thì bón đã bà để bà đã lao lắm à, đi bán giờ đi bán thì bà đã lao đúng không? Nói bà là chú ở cuộc sống nhiều kỳ mua hết của cháu rồi. Mà chú ăn á. Tại sao con mời chú ăn? Chú mua hết đồ của chú mà. Chú ăn cháu mà ăn thôi. À, chú mua hết đồ của cháu mà ăn thôi. Thôi bây giờ cái này là chú mua hết rồi, chú cho lại con ha. Rồi con đi bán đi. Bán đi. Bye bye chú. Bye chú. Bye con.